Tác phẩm Harry Potter tập 7 Bảo bối tử thần Tác giả J.K. Rowling Người dịch Lý Lan Nhà xuất bản trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Trường 31 Chiến trường Hogwarts Trần nhà được ếm bùa của đại sảnh đường tối đen và lát đác sau khuya và bên dưới là bốn dãy bàn dài của các nhà cùng những học sinh xốc xếp ngồi thành hàng, một số khoác áo choàng đi đường, những đứa khác vẫn còn mặc đồ ngủ. Thấp thoáng đó đây, sáng lên những bóng trắng nhờ nhờ của những con ma trong trường. Mọi con mắt của người còn sống lẫn kẻ đã chết đều chăm chú ngó lên giáo sư McGonagall đang đứng nói trên cây bục cao ở đầu đại sảnh đường. Những giáo sư khác còn ở lại đứng sau lưng cô, bao gồm cả thầy Nhân Mã, Firenze, mình màu vàng, đuôi màu sáng và các thành viên hội Phượng Hoàng vừa đến để tham gia chiến đấu. Việc di tản sẽ do thầy Blick và bà Bomfrey trông coi, các huynh trưởng khi tôi ra lệnh các anh chị sẽ tổ chức học sinh nhà mình và đưa các em ra đi một cách trật tự để điểm di tản. Nhiều học sinh có vẻ sợ chết trân. Tuy nhiên, trong khi Harry đi men theo bức tường dò tìm Ron và Hermione thì dãy bàn của nhà Gryffindor thì Hermione McGonagall đang đứng dậy bên bàn nhà Hufflepuff và hét lớn. Còn nếu chúng con muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ? À? tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lõm bõm. Nếu trò đã đủ tuổi trưởng thành, trò có thể ở lại. Giáo sư McGonagall nói. Đồ đạc của chúng con thì sao ạ? Một cô bé bên bàn Ravenflow hỏi lớn. Rương hòm của chúng con, cú của chúng con. Chúng ta không có thì giờ thu gom vật sở hữu. Giáo sư McGonagall nói. Điều quan trọng là đưa các trò ra khỏi nơi đây an toàn. Giáo sư Snape đâu? một nữ sinh trên bàn nhà Bryfindor hét lên. Ông ta, nói theo kiểu bình dân, đã cuốn xéo rồi. Giáo sư McGonagall đáp và một tiếng reo mừng thiệt lớn bùng phát từ đám học sinh nhà Bryfindor, Hufflepuff và Ravenflow. Harry đi lên phía đại sảnh đường dọc theo giải bàn của nhà Bryfindor, vẫn tìm kiếm Ron và Hermione. Khi nó đi ngang qua, mọi gương mặt đều hướng về phía nó và vô số tiếng thì thầm vang lên sau lưng nó. Chúng ta đã ếm bùa bảo vệ quanh tòa lâu đài, giáo sư McConaughey nói, nhưng có vẻ bùa phép sẽ không linh nghiệm lâu trừ khi chúng ta củng cố chúng. Do vậy, tôi yêu cầu các trò di chuyển nhanh chóng và bình tĩnh và làm theo lệnh của các huynh trưởng. Nhưng những lời nói cuối câu của cô đã bị nhấn chìm khi một giọng nói khác vang vọng khắp đại sảnh đường, giọng đó cao, lạnh và rõ ràng, không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu, có vẻ như nó phát ra từ chính những bức tường. Như thể nó đã nằm ngủ trong đó nhiều thế kỷ, giống như con quái vật mà nó đã từng điều khiển. Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu. Tiếng gào khóc vang lên trong đám học sinh, một số đứa bấu chặt lấy nhau khiếp sợ nhìn quanh quất tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Cố gắng của bọn bay chỉ vô ích, bọn bay không thể chống nổi ta, ta không muốn giết bọn bay, ta có lòng kính trọng lớn lao đối với các thầy cô trường Hogwarts. Ta không muốn làm đổ máu pháp thuật. Đại sảnh đường lúc này im phăng phắc, một kiểu im lặng căng thẳng ép vào màn tay, dường như lớn quá sức chứa của những bức tường trào Harry Potter cho ta. Giọng của Voldemort vang tiếp. Và bọn học sinh sẽ vô sự trao Harry Potter cho ta và ta sẽ để cho ngôi trường bình yên. Trao Harry Potter cho ta và bọn bay sẽ được trọng thưởng. Hạn cho bọn bay đến nửa đêm. Sự im lặng lại nuốt chửng mọi người mọi cái đầu đều quay lại mọi con mắt trong đại sảnh đường dường như đều tìm harry giữ harry mãi mãi trong cái nhìn trăng trối của hàng ngàn ánh mắt sáng long lanh bỗng một bóng người đứng lên từ bàn nhà prythorin harry nhận ngay là pansy parkinson khi cô ả giơ lên một cánh tay run run và gào nhưng nó kìa potter kìa ai bắt lấy nó Trước khi Harry có thể nói gì, một cuộc chuyển động ồ ạt đã diễn ra. Học sinh nhà Gryffindor ngồi trước mặt nó đồng loạt đứng dậy và đối đầu. Không phải với Harry, mà với bọn học sinh nhà Gryffindor. Sau đó, học sinh nhà Hopperfull đứng lên và hầu như cùng một lúc học sinh nhà Ravenclaw cũng đứng dậy. Tất cả đều đưa lưng về phía Harry, tất cả đều nhìn về phía Pansy và Harry kinh hoàng, không thể chịu nổi cảnh tượng những cây đũa phép được rút ra từ trong áo choàng và ống tay áo, chỉ khắp mọi nơi. Cảm ơn cô Parkinson. Giáo sư McGonagall nói rõ ràng và nhanh gọn. Cô hãy rời đại sảnh đường trước nhất cùng thầy Blake. Những trò khác trong nhà cô có thể nói bước theo sau. Harry nghe tiếng các băng ghế kéo càng kẹt và rồi tiếng đám học sinh nhà Praetorian phía bên kia đại sảnh đường rầm rập bước đi. Học sinh nhà Gryffindor nối bước, giáo sư McGonagall kêu lên. Bốn dãy bàn từ từ trống dần. Dãy bàn nhà Hufflepuff không còn một người nào, nhưng một số học sinh lớn hơn nhà Ravenclaw vẫn còn ngồi lại trong khi bạn cùng nhà nối đuôi nhau đi ra. Học sinh nhà Hufflepuff ở lại còn đông hơn nữa. Và một nửa số học sinh nhà Fryfiedor vẫn ngồi yên tại chỗ buộc giáo sư McGonagall phải bước xuống bục giáo viên để xua bọn vị thành niên ra ngoài. Tuyệt đối không là không, Revis, đi và trò nữa, Pekis. Harry vội vã đi tới gặp gia đình Weasley đang cùng ngồi ở bên bàn nhà Fryfiedor. Ron và Hermione đâu? Chứ con chưa tìm ra à? Ông Weasley nói, tỏ vẻ lo lắng. Nhưng ông không ngừng nói khi chú Kingsley bước tới trên bục cao để nói với những người ở lại chiến đấu. Chúng ta chỉ còn nửa giờ là tới nửa đêm, cho nên chúng ta cần hành động nhanh. Một phương án chiến đấu đã được các thầy cô trường Hogwarts và Hội Phượng Hoàng Nhất Trí. Các giáo sư Wicklick, Root và McGonagall sẽ dẫn những nhóm chiến sĩ lên ba tháp cao nhất, tháp Ravenclaw, tháp Thiên Văn vào tháp Raifidor. Từ trên đó họ sẽ có tầm nhìn tốt, vị trí xuất sắc để phóng bùa. Đồng thời, anh Remus, chú Kingsley chỉ vào thầy Lupin. Anh Arthur, chú chỉ về phía ông Weasley đang ngồi ở nhà Raifidor. Và tôi sẽ dẫn các nhóm chiến sĩ ra sân trường. Chúng ta sẽ cần người nào đó tổ chức phòng thủ ở các cổng hay hành lang dẫn vào trường. Nghe sao giống công việc dành cho tụi cháu, Fred vừa la lớn, vừa chỉ vào chính mình và George. và chú Kingsley gật đầu chấp thuận. Tốt, mời các chủ huy lên đây và chúng ta sẽ phân chia các đơn vị chiến đấu. Porter! Giáo sư McGonagall vừa nói vừa vội vã đi tới chỗ nó, trong khi các học sinh khác đang tràn lên bục, chen nhau đứng vào hàng nhận chỉ thị. Chẳng phải con có nhiệm vụ tìm kiếm cái gì đó sao? Dạ, ôi, Harry nói, dạ phải, hầu như nó đã quên bén cái trường sinh linh giá, hầu như quên bén rằng trận chiến này được dàn ra là để nó có thể tìm ra cái đó. Nhưng sự vắng mặt không thể giải thích được của Ron và Hermione nhất thời xua hết mọi ý nghĩ khác xảy ra trong đầu nó lúc này. Vậy thì đi tìm đi, Potter, đi đi. Dạ phải. Nó cảm thấy những con mắt nhìn theo nó khi nó chạy ra khỏi đại sảnh đường vào tiền sảnh hay còn đông đúc học sinh đang di tản nó tự để cho mình cuốn theo dòng học sinh đi lên những bậc thang cổng thạch nhưng lên đến đầu cầu thang nó vội vã chạy dọc theo hành lang vắng vẻ nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang làm mờ mịt khả năng suy nghĩ của nó nó cố gắng tự trấn tĩnh tập trung vào việc tìm kiếm cái trường sinh linh giá những ý tưởng của nó cứ xoay mòng mòng một cách bấn loạn và vô tích sự như ruồi bị mắc kẹt trong một cái ly úc. Không có Ron và Hermione giúp đỡ. Nó dường như không thể nào suy nghĩ cho có lớp có lan được. Nó đi chậm lại, rồi ngừng giữa chừng một hành lang, ngồi xuống một cái bệ tượng trống và lấy cái bản đồ đạo tặc ra khỏi cái bùa túi đeo quanh cổ. Nó không thể tìm ra tên Ron và Hermione ở đâu trên bản đồ. Nhưng nó nghĩ đám đông dày đặc những cái chấm đang tuôn đến phòng cần thiết có lẽ đã án mất tên hai đứa nó. Nó cất bản đồ đi, áp tay lên mặt, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Voldemort đã nghĩ là mình sẽ lên tháp Ravenclaw. Và quả là vậy. Đó là một dữ kiện vững chắc, một nơi để bắt đầu. Voldemort đã cắt đặt Aletto Caro trong phòng sinh hoạt chung của nhà Prafenflo, Và như vậy, chỉ có một cách giải thích là Voldemort sợ Harry đã biết cái trường sinh linh giá có liên hệ với nhà đó. Nhưng đồ vật duy nhất mà mọi người dường như nghĩ có liên hệ với Ravenflow là vòng nguyệt quế đã mất và làm sao mà trường sinh linh giá lại có thể là vòng nguyệt quế cơ chứ? Làm sao mà Voldemort, một học sinh nhà Blytherin lại có thể tìm ra được cái vòng nguyệt quế mà bao nhiêu thế hệ Ravenclaw đã không tìm được chứ? Ai có thể nói cho hắn biết nơi tìm ra khi mà không một người nào còn sống trong từng ấy thời gian đã từng nhìn thấy cái vòng nguyệt quế đó những người còn sống. Bên dưới mấy ngón tay, hai con mắt của Harry lại mở bừng. Nó nhảy phóc ra khỏi cái bệ tượng và lao trở ngược lại con đường nó vừa qua đi, đuổi theo niềm hy vọng cuối cùng của nó vào lúc này. Tiếng của hàng trăm người đi về phía phòng cần thiết nghe càng lúc càng lớn hơn khi nó trở về tới cầu thang cẩm thạch. Các huynh trưởng đang hò hét những lời hướng dẫn cố gắng theo dõi đàn em học sinh của nhà mình và có khá nhiều trường hợp xô đẩy và quát tháo harry nhìn thấy Jaja smith đang lôi những đứa năm thứ nhất lên lầu hàng đó đây có những đứa học sinh nhỏ tuổi khóc lóc trong khi mấy đứa lớn tuổi hơn tuyệt vọng tìm kiếm bạn bè hay anh chị em Harry thấy một cái bóng trắng nhờ nhờ trôi ngang qua tiền sảnh bên dưới và nó lấy hết hơi gào thiệt to để ác tiếng ồn ào. Nick! Ngài Nick! Tôi cần nói chuyện với ngài! Nó chen lấn, đi ngược lại dòng học sinh. Cuối cùng, tới được chân cầu thang, nơi Nick suýt mất đầu. Con ma tháp Gryffindor đang đứng chờ nó. Harry, chào cứng. Nick đưa cả hai tay ra nắm bắt lấy tay Harry. Nó cảm thấy như thể vừa thọc tay vô gáo nước lạnh ngắt. Nick, ngài cần phải giúp tôi. Con ma tháp Brafenflow là ai? Nick suýt mắt đầu, có vẻ ngạc nhiên và hơi tự ái. Đương nhiên, bà xám, nhưng nếu cậu cần dịch vụ ma thì... Phải là bà ấy mới được ông có biết bà ấy ở đâu không ừm uhm, để coi cái đầu của nick lắc lư trên cổ áo khi ông ta quay hết bên này đến hướng bên kia nhóng qua đầu của đám học sinh đông đúc bà ấy ở đằng kia kìa harry bà trẻ trẻ có mái tóc dài ấy harry nhìn theo hướng chỉ của ngón tay trong suốt của nick và thấy một con ma cao cao Bà ta bắt gặp Harry đang nhìn, bèn nhướng mày lên và bỏ đi bằng cách lướt xuyên qua một bức tường cứng nhắc. Harry chạy theo bà. Khi đã đi quanh cánh cửa vào hành lang mà con ma biến mất, Harry thấy bà ta ở cuối hành lang vẫn êm ái lướt đi xa khỏi nó. Ê, chờ tí, quay lại đi. Con ma ưng chịu dừng lại, lơ lửng cách mặt đất vài phân. Harry nghĩ, Bà ta cũng xinh đẹp, tóc dài tới eo và khoác áo choàng dài tới sàn. Nhưng bà ta có vẻ kiêu căng ngạo nghễ. Đến gần, nó mới nhận ra bà ta là con ma mà nó đã đi ngang qua nhiều lần trong hành lang, nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với con ma này. Bà có phải là bà xám? Bà ta gật đầu nhưng không nói gì hết. Con ma của tháp Ravenflow đúng vậy giọng của bà ta chẳng khích lệ chút nào bà làm ơn tôi cần sự giúp đỡ tôi cần biết bất cứ điều gì bà có thể nói cho tôi biết về cái vòng nguyệt quế đã mất một nụ cười lạnh lùng làm môi bà ta cong lên ta e rằng bà ta nói quay lưng bỏ đi ta không thể giúp cậu khoan nó không có ý quát, nhưng cơn giận và hoảng loạn đang có nguy cơ áp đạo nó. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong khi con ma lơ lửng trước mặt nó, còn 15 phút nữa đến nửa đêm. Chuyện này khẩn cấp, nó hung hăng nói, nếu cái vòng nguyệt quế đang ở trong trường Hogwarts tôi phải tìm ra nó gấp lắm. Cậu không phải là học sinh đầu tiên thèm muốn vòng nguyệt quế, bà nói một cách miệt thị, nhiều thế hệ học sinh đã on ý ta đây không phải là chuyện kiếm điểm, Harry quát con ma. đây là chuyện Voldemort đánh bại Voldemort hay là bà không bận tâm đến chuyện đó cơ hả? Con ma không thể nào đỏ mặt, nhưng hai má trong suốt của bà ta trở nên đục hơn và giọng nói được hâm nóng lên khi bà ta đáp: dĩ nhiên là ta, song tôi dám cho là vậy thì hãy giúp tôi. Sự điềm tĩnh của con ma tuột mất. đó đó không phải là vấn đề bà ta lắp bắp vòng nguyệt quế của mẹ ta của mẹ bà bà ta có vẻ tức giận với chính mình khi ta còn sống bà nói giọng kiểu cách ta là helena ravenflow bà là con gái của bà ấy nhưng đúng vậy bà áp phải biết việc gì đã xảy ra cho cái đó cơ chứ tuy vòng nguyệt quế là để ban cho trí tuệ Bà nói với vẻ cố gắng rõ ràng tự trấn tĩnh. Nhưng ta ngờ rằng cái đó cũng có thể giúp cậu có cơ đánh bại gã phù thủy tự gọi mình là chủ tể. Tôi đã nói với bà rồi, tôi không có hứng đội nó. Harry nói giọng dữ dằn, không có thời giờ để giải thích, nhưng nếu bà bận tâm đến trường Hogwarts, nếu bà muốn thấy Voldemort bị tiêu diệt, thì bà phải nói cho tôi biết bất cứ điều gì bà biết về vòng nguyệt quế. Cô ma vẫn hoàn toàn im lặng, bồng bềnh giữa không trung ngó xuống nó và một cảm giác không hy vọng nhấn chìm Harry. Dĩ nhiên, nếu cô ma biết bất cứ điều gì, ắt là bà ta đã kể cho cụ Trâm Đơ Tro và thầy Blitwick, hai người đó nhất định đã từng hỏi bà câu hỏi tương tự. Nó đã lắc đầu và toan quay đi thì con ma nói giọng trầm trầm ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế của mẹ ta bà bà đã làm gì ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế Helena Ravelflow lặp lại bằng giọng thì thào ta muốn tìm cách làm cho mình khôn ngoan hơn quan trọng hơn mẹ ta ta đem cái đó chạy trốn nó không biết làm cách nào để có thể lấy được lòng tin của con ma và không hỏi han gì. Nó chỉ lắng nghe, nghe thật kỹ khi bà ta nói tiếp. Người ta nói, mẹ ta không bao giờ thừa nhận là cái vòng nguyệt quế đã mất. Mẹ làm bộ như mẹ vẫn còn giữ nó. Mẹ giấu giếm việc mất cấp, việc phản bội đáng sợ của ta, ngay cả đối với những người sáng lập khác của trường Hogwarts thế rồi mẹ ta ngã bệnh bệnh trầm kha bất chấp sự phản bội của ta mẹ tha thiết muốn gặp lại ta một lần nữa mẹ phái một người đàn ông đi tìm ta hắn là kẻ đã yêu ta từ lâu lắm mặc dù ta hắt hủi sự cầu thân của hắn mẹ biết là hắn sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn tìm ra ta Harry chờ đợi, con ma hít một hơi thở sâu và ngửa đầu ra sau. Hắn đã đi tìm ta trong khu rừng mà ta trốn. Khi ta không chịu trở về với hắn, hắn trở nên hung bạo. Gã nam tước ấy luôn luôn là người nóng tính. Tức giận vì ta không chịu trở về, ganh tức với tự do ta có. Hắn đã đâm ta. Nam tước có phải bà muốn nói tới... Phải, nam tước đậm máu. Bà xám nói. Và bà lật tấm áo choàng đang mặc qua một bên để lộ một vết thương đen duy nhất trên bộ ngực trắng của bà. Khi hắn thấy điều hắn đã làm, hắn mất tự chủ vì hối tiếc. Hắn bèn nhặt lấy vũ khí đã kết liễu đời ta và dùng nó để tự giết hắn. Bao nhiêu thế kỷ sau, hắn cứ đeo xiềng xích như một hành động sám hối cho đáng đời hắn bà cây đắng nói thêm còn còn cái vòng nguyệt quế cái đó vẫn còn ở nơi mà ta đã giấu nó khi ta nghe tiếng gã nam tước mò mẫm trong rừng tìm về phía ta giấu trong một bọng cây một bọng cây à harry lặp lại cái gì cây đó ở đâu? Một khu rừng ở Albania. Một nơi hẻo lánh mà ta nghĩ mẹ ta không thể tìm tới được. Albania! Harry lặp lại. Trí thông minh lại trồi lên một cách nhiệm màu từ trong sự rối rắm. Và giờ đây, nó đã hiểu tại sao bà xám nói với nó điều mà bà đã không chịu nói với cụ Trâm Lê Trò hay thầy Blitwick. Bà đã nói chuyện này với một người nào đó rồi đúng không? Với một học sinh khác phải không? Bà ta nhắm mắt lại và gật đầu. Tôi đâu biết. Hắn phỉnh phờ, hắn tỏ vẻ hiểu biết, thông cảm. Đúng, Harry nghĩ. Tom Riddle chắc chắn là hiểu biết cái khát vọng của Helena Ravenflo muốn chiếm đoạt những đồ vật kỳ diệu mà bà ta không có quyền sở hữu. Chà, bà không phải là người đầu tiên mà Riddle môi móc bí mật. Harry lẩm bẩm. Khi hắn muốn, thì hắn có thể rất quyến rũ. Vậy là Voldemort đã tìm cách phỉnh nịnh bà xám để moi ra chỗ cất giấu vòng nguyệt quế đã mất hắn đã đi tới tận cánh rừng xa tít mù đó và đã lấy vòng nguyệt quế ra khỏi chỗ cất giấu. Có lẽ ngay sau khi hắn rời khỏi trường Hogwarts, trước cả khi hắn bắt đầu làm việc ở tiệm Borgin hay Bukis. Và mãi về sau này, khi Voldemort cần một nơi để nằm tịnh dưỡng, kín đáo không bị quấy rầy, trong 10 năm, thì chẳng phải những cánh rừng hẻo lánh xứ Albania có vẻ là nơi tá túc tuyệt vời nhất sao? Như vòng nguyệt quế, một khi đã trở thành trường sinh linh giá của hắn, không thể cứ để lại trong cái bọng cây hèn mọn đó. Không, vòng nguyệt quế đã được bí mật đưa về nguyên quán và Voldemort ác hẳn đã cất nó nơi đó. Và cái đêm hắn đến xin việc, Harry bật nói ra những lời cuối trong suy nghĩ của nó xin lỗi, cậu nói gì hắn đã giấu vòng nguyệt quế trong lâu đài vào cái đêm hắn đến xin thầy Trâm Lơ Tro cho hắn dạy học Harry nói nói to ra điều đó khiến nó hiểu thấu đáo hết sự việc ắc là hắn đã giấu vòng nguyệt quế trên đường đi lên hay đi xuống từ văn phòng thầy Trâm Lơ Tro nhưng vẫn đáng bỏ công xin thử một chỗ dạy để rồi biết đâu hắn có được cơ hội chôm luôn thanh gươm Gryffindor. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà nhiều lắm lắm. Harry bỏ mặt cô ma lơ lửng ở đó, hoang mang cực kỳ. Trong lúc chạy vòng qua góc hành lang trở lại tiền sảnh, nó lại đem đồng hồ ra xem. Chỉ còn 5 phút nữa là đến nửa đêm, và mặc dù giờ đây đã biết cái trường sinh linh giá cuối cùng là cái gì, nó cũng chẳng mong gì khám phá ra được cái đó nó nằm ở đâu. Nhiều thế hệ học sinh đã tìm không ra vòng nguyệt quế. Điều đó cho thấy vòng nguyệt quế không thể ở trong tháp right -Fan flo Nhưng nếu ở đâu đó, thì là ở đâu? Voldemort đã khám phá được chỗ nào bên trong lâu đài Hogwarts mà hắn tin rằng sẽ giữ được bí mật vĩnh viễn. Mãi mê suy đoán, Harry quẹo vào một ngã rẽ nhưng nó chỉ mới đi được mấy bước vào hành lang thì cánh cửa sổ bên trái nó mở bung ra với một tiếng rầm điếc tai khiến nó choáng váng khi nó nhảy qua một bên một thân hình khổng lồ bỗng bay xuyên qua cửa sổ và đâm sầm vào bức tường đối diện một vật gì đó bự tổ chản và lông lá tùm lum tách ra khỏi thân hình đó rên rỉ và lao vào harry bác harris Harry hét tướng lên, gạt đỡ con Phan đang mừng rỡ quấn quýt ra. Trong lúc cái thân hình khổng lồ xòm xoàm râu ria chật vật đứng lên. Cái quỷ gì? Ôi Harry, con đây rồi, con đây rồi. Bác Harry cúi xuống, tặng cho Harry một cái ôm vội vã, nhưng mạnh nứt bè sườn, rồi bác chạy vội lại khung cửa sổ đã vỡ nát. Giỏi lắm, Rappy, Bác hét qua cái lỗ cửa sổ, hồi nãy gặp lại nghe bảnh trài lắm đó nha nhìn ra bóng đêm tối thui phía bên kia bác harry harry thấy ở xa xa những tia sáng nổ ra và nó nghe tiếng gào thét kỳ quái rợn xương sống nó nhìn xuống đồng hồ đeo tay nửa đêm trận chiến đã bắt đầu mèn ơi harry bác harry thở hổn hển cơ sự vậy hả đã tới giờ đánh rồi hả? Bác Harit, bác ở đâu ra vậy? Nghe kẻ ai mà cũng biết là ai đó từ trên cái hang của bọn bác. Bác Harit khẳng khái nói, tiếng dữ vang xa đúng không? Bọn bay phải giao nộp Harry Potter vào lúc nửa đêm. Biết con ác là có mặt ở đây, biết thể nào cũng phải có chuyện. Ngồi xuống, Phan, đây là bọn bác đến để giúp sức. Bác với Robbie và Phan mở đường vượt qua vòng vây bằng cách xuyên rừng grabby cổng bọn bác phan và bác biểu chú nó thả bác xuống ở lâu đài thế là chú có đẩy bác qua cửa sổ phước đức cho chú ấy không đúng ý như ý bác nói nhưng ron và Hermione đi đâu nào dạ harry nói đó là một câu hỏi thực sự kỳ bí đi thôi ạ à. hai bác cháu vội vã chạy dọc hành lang phan lơn tơn chạy bên cạnh harry có thể nghe tiếng di chuyển khắp các hành lang chung quanh tiếng chân chạy, tiếng la hét qua các khung cửa sổ, nó thấy thêm nhiều tia sáng nhá lên trong sân trường tối đen. Chúng ta đang đi đâu đây? Bác Harris thở hồng hộc trong lúc nện bước chân win uyệt theo gót Harry, khiến cho ván lót sàn rung chuyển. Còn không biết chính xác, Harry nói, lại quẹo đại vô một hành lang khác. Nhưng Ron và Harmony chắc phải ở đâu đó quanh đây. Thường vòng đầu tiên của trận chiến đã rơi vải ngang hành lang phía trước. Hai tượng thú đầu người vẫn thường canh cửa vào phòng giáo viên đã bị bể tan tành vì một lời nguyện bay xuyên qua một khung cửa sổ bể khác. Những mảnh vỡ còn động đậy yếu ớt trên sàn và khi Harry nhảy qua một cái đầu tượng đứt lìa thân thể cái đầu rên lên thoi thóp Ôi đừng bận tâm đến tôi tôi sẽ nằm ở đây để mà tàn nát Bộ mặt đá xấu xí của cái đầu tượng khiến Harry chợt nghĩ đến bức tượng bán thân của Rowena Ravenflow ở nhà của ông Xenophilius, đội vòng nguyệt quế bằng đá trên mái tóc trắng quăng. Và khi nó đi tới cuối hành lang, một tượng đá thứ ba chợt hiện về trong trí nhớ của nó. Đó là tượng của một chiến tướng xấu òm đã bị chính Harry đội lên đầu một bộ tóc giả và một cái nón cổ nhầu nát. Cơn choáng làm chấn động toàn thân Harry bằng sức nóng của rượu đế lửa và nó suýt té sụm xuống. Rốt cuộc, nó đã biết cái trường sinh linh giá đang chờ nó ở đâu. Tom Riddle, kẻ không tin tưởng bất cứ ai và chỉ hành động một mình, có lẽ đủ kiêu căng để cho rằng hắn chỉ có hắn mới thâm nhập được vào những bí mật sâu kín nhất của lâu đài Hogwarts. Dĩ nhiên, cụ Trâm và thầy Blitwick vốn là những học sinh gương mẫu, không bao giờ đặt chân tới chỗ đặc biệt đó. Nhưng nó, Harry, hồi còn ở trường đã từng lạc vào chốn ít người lai vãng nhất. Ít nhất thì đây là một bí mật mà nó và Voldemort cùng biết, nhưng cụ Trâm Tro chưa bao giờ khám phá ra. Harry bị giáo sư Brut lôi về thực tế. Bà đang dắt Neville và nửa tá học sinh khác đi rần rần ngang qua nó. Tất cả đều đội nón bịch tay và khiêng những cái giống như cây trồng trong những chậu to đùng. Cà độc, Nevin vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét với Harry. Sẽ chọi chúng qua những bức tường, bọn chúng sẽ không ưa món này đâu. Bây giờ Harry đã biết chỗ phải đi. Nó chạy nhanh lên, bác Harry và Phan chạy theo sau hai bác cháu vượt qua hết bức chân dung này đến bức chân dung khác và những hình người vẽ trong tranh cũng chạy dọc theo tường bên cạnh hai bác cháu những phù thủy và pháp sư mặc áo có cổ xếp nếp đeo dây khóa lòng thòng hay mặc áo khoác và chen chúc trong những khung tranh của nhau gào tướng lên thông tin về tình hình chiến sự ở những chỗ khác của tòa lâu đài khi hai bác cháu tới được cuối hành lang toàn bộ tòa lâu đài rúng động và đúng lúc một cái bình khổng lồ bay vèo khỏi bệ với một sức mạnh làm nổ tung harry biết rằng tòa lâu đài đã bị kẹp trong những bùa chú tàn độc hơn bùa chú của các thầy cô và hội viên hội phượng hoàng không sao đâu phan không sao đâu bác harry gào nhưng con chó săn khổng lồ đã hoảng vía phóng chạy khi những miễn sứ bay toán loạn trong không khí như những mảnh bom và bác Harry đùng đùng chạy theo con chó đang chết khiếp, bỏ Harry lại một mình. Nó lao tới hành lang rung chuyển, cây đũa phép cầm trên tay sẵn sàng đối phó và suốt chiều dài hành lang vị hiệp sĩ trong tranh nhỏ nhắn ngài Cát xông vào hết bức tranh này đến bức tranh khác kêu loảng xoảng trong bộ áo giáp của ngài gào lên những lời cổ vũ con ngựa con béo ục của ngài lơn tơn chạy theo sau những tên láo khoét và những kẻ lừa đảo đồ chó má và bọn cặn bã đuổi bọn chúng đi harry potter hãy tống tiễn bọn chúng harry đâm sầm vào một góc tường và gặp fred cùng một nhóm nhỏ học sinh gồm cả lee jordan và hannah abbott đang đứng bên cạnh một cái bệ trống trơn. Bức tượng trên bệ vốn trấn giữ một hành lang bí mật. Đũa phép của tụi nó lâm le trong tay và tụi nó đang lắng nghe đồng tĩnh bên trong cái lỗ bịch kính. Đêm tuyệt trần ai, phép hét khi tòa lâu đài rung chuyển một phèn nữa và Harry chạy ngang qua. Vừa phấn chấn, vừa kinh sợ, nó xoẹt qua một hành lang khác nữa và khắp nơi đâu cũng toàn là cú cú và con mèo bà Norris gầm gừ cố tác mấy con cú bằng bàn chân đầy móng vuốt chắc là để xua tan chúng về đúng chỗ. Porter, cụ Albert Ford Dumbledore đứng chắn ngang hành lang phía trước, cây đũa phép đã cầm sẵn trong tay. Tao có cả trăm đứa con nít rần rần trong cái quán của tao, Porter. Con biết chúng ta đang di tản, Harry nói. Voldemort đang tấn công bởi vì họ không chịu giao nộp mày đúng vậy. Cô Amberford nói, Tao không biết, cả làng Hosmido đều nghe hắn nói, và chẳng ai trong bọn bay nghĩ tới chuyện giữ vài con tin Lightroom hả? Con cái bọn tử thần thực tử vừa được đưa về chỗ an toàn. Nếu giữ chúng ở lại đây, có phải là khôn ngoan hơn một chút không? Chuyện đó không thể ngăn chặn được Voldemort. Harry nói, và anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó. Cụ Amberford gầm gừ và chạy nhanh về hướng ngược lại nói, anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó. Ừ, đó là sự thật. Harry nghĩ trong lúc nó lại tiếp tục chạy. Cụ Trâm người đã bảo vệ thầy Snape lâu như vậy, sẽ không đời nào cầm giữ học sinh làm con tinh và khi nó hãm phanh lại ở khúc cua quanh cuối cùng, hét lên một tiếng vừa nhẹ nhõm, vừa tức giận. Nó thấy Ron và Hermione, cả hai đang ôm đầy tay những vật thể màu vàng bẩn thiểu, to đùng và cong cong. Nãy giờ hai bồ ở cái xó xỉnh nào vậy? Phòng chứa bí mật, Ron nói. Phòng... cái gì? Harry nói, chới với đứng khựng lại trước mặt tụi nó. Chính Ron ấy, tất cả là sáng kiến của Ron. Hermione hụt hơi nói, lỗi lạc tuyệt vời hát, sau khi bộ đi rồi, tụi này vô trong đó, và mình nói với Ron, cho dù mình có kiếm ra được cái kia, thì mình làm sao mà biết được nó, tụi mình còn chưa tiêu hủy được cái cúp nữa là. Và lúc đó, Ron đã nghĩ ra nó, còn mãn xà cái cái gì đó để tiêu hủy trường sinh linh giá Ron nói đơn giản Macari ngó xuống mấy món mà Hermione và Ron ôm chặt trong cánh tay bây giờ nó đã nhận ra những cái răng nanh cong cong bự chản được nhổ ra từ đầu lâu của con mãng xà đã chết nhưng làm sao mấy bồ vô được trong đó nó hỏi trố mắt ngó mấy cái răng nanh rồi đến Ron. Bồ phải biết nói xa ngữ. Ron biết. Harmony thì thầm. Nói thử đi Ron. Ron phát ra một tiếng rít bị nghẹt lại, nghe hết sức khủng khiếp. Đó là tiếng đồng hồ đã dùng để bảo cái mặt dây chuyền mở ra. Nó nói với Harry giọng xin lỗi. Mình phải thử mấy lần mới nói đúng đấy, nhưng nó nhún vai ra vẻ khiêm tốn. Rốt cuộc tụi này cũng vô được bên trong Bộ là mình ngạc nhiên đấy Harmony nói Ngạc nhiên thiệt Vậy Harry cố giữ bình tĩnh Vậy Vậy là tụi mình hạ được một trường sinh linh giá nữa Rồi nói Và từ trong tấm áo vét Nó rút ra tàn tích méo mó Của cái cúp Hopper Pool Harmony đâm nó Nghĩ là cô nàng nên xử nó Cô nàng chưa được hưởng cái khoái đó tai tài! Harry gào lên. Đáng gì đâu, Ron nói, mặc dù trông tự mãn hết sức. Vậy còn phần bồ thì sao? Nó vừa nói câu đó, thì một tiếng nổ ầm phía bên trên đầu tụi nó. Cả ba đứa ngước đầu lên, thì bụi từ trần rớt xuống mịt mù, và tụi nó nghe tiếng gào từ xa xa. Mình biết cái vòng nguyệt quế như thế nào rồi, và mình đã biết nó ở đâu. Harry nói nhanh, hắn đã giấu nó ở đúng cái nơi mình giấu cuốn sách đọc dược cũ của mình, nơi mọi người vẫn giấu đồ hàng mấy thế kỷ nay. Hắn tưởng hắn là kẻ duy nhất tìm ra chỗ đó. Tụi mình đi thôi. Những bức tường lại rung rinh lần nữa. Nó dẫn hai người bạn đi xuyên qua lối vào đã bích kính và đi xuống cầu thang vào trong phòng cần thiết. Không có ai khác trong phòng ngoại trừ ba đứa Ginny, cô Thorns và một bà phù thủy già đội một cái nón cũ mọt gặm. Harry nhận ra ngay đó là bà nội của Neville. À, Potter. Bà phù thủy nhanh nhẩu nói như thể nãy giờ bà chỉ đợi Harry đến. Cháu có thể nói cho bọn ta biết chuyện gì đang diễn ra không? Mọi người bình yên chứ? Ginny và cô Thorns cùng nói. Theo như tụi này biết thì ổn cả, Harry nói. Còn ai trong hành lang đến quán đầu heo không? Nó biết là căn phòng sẽ không thể thay đổi khi còn người sử dụng bên trong phòng. Ta là người cuối cùng đi qua hành lang, bà Longbottom nói. Ta đã bịt nó lại, ta nghĩ để nó mở khi cô Amberforce đã bỏ quán đi thì không được khôn ngoan lắm. Cháu có thấy cháu nội của ta không? Bạn ấy đang chiến đấu ạ, à? Harry nói. Tất nhiên, bà già nói giọng tự hào. Xin lỗi nhé, ta phải đi tăng viện cho cháu. Bà săn sái chạy ngang qua tụi nó về phía những bậc thang đá bằng tốc độ nhanh đến ngạc nhiên. Harry nhìn cô Thorns. Cháu tưởng cô phải chăm sóc bé Teddy ở nhà mẹ của cô chứ. Cô không thể nào chịu được cứ mù tịt. Cô Thorns có vẻ đau khổ lắm. Bà sẽ chăm sóc em bé. Còn có thấy chú Remus không? Thầy dự định cầm đầu một nhóm chiến sĩ ở trong sân trường. Không đợi thêm lời nào, Cô Thorns vọt đi ngay. Ginny, Harry nói, "Anh xin lỗi, nhưng bọn anh cần cả em cũng phải ra khỏi nơi này, chỉ một lát thôi, sau đó em có thể trở vô." Ginny coi bộ đã cần nghe thấy được rời khỏi nơi trú ẩn là hớn hở. Và sau đó em có thể trở vô lại. Nó hét với theo cô bé khi cô bé chạy lên cầu thang nối bước cô Thorns. Em sẽ trở vô lại đó. Chờ một chút, Ron đột ngột nói, bọn mình làm quên ai đó. Ai? Hermione hỏi. Mấy con gia tinh tụi nó đều ở dưới nhà bếp đúng không? Bồ muốn nói là tụi mình nên kêu gọi họ chiến đấu à? Harry hỏi. Không, Ron nghiêm trang nói. Mình muốn nói là tụi mình nên bảo họ di tản luôn. Tụi mình đâu có muốn thêm một trường hợp Dobby nữa đúng không? Tụi mình không thể ra lệnh họ chết cho tụi mình. Đảm răng nanh mãn xà, lách sách tuột khỏi tay Hermione. Cô nàng chạy về phía Ron. Vòng hai tay ôm cổ nó, và hôn thấm thiết lên khắp mặt nó. Ron cũng liện mấy cái răng mãn xa và chổi mà nó đang cầm để đáp lại bằng một sự nhiệt tình nồng nàn đến độ nó nhấc hỏng luôn chân cô nàng Hermione khỏi mặt đất. Giờ này là lúc mùi mẫn sao? Harry hỏi một cách yếu ớt và khi chẳng có gì xảy ra ngoài chuyện Ron và Hermione cứ ghi lấy nhau chặt hơn rồi còn đung đưa tại chỗ. Harry đành cất cao giọng, Ôi, chiến tranh đang diễn ra tại đây. Ron và Hermione buông nhau ra, nhưng tay hai đứa vẫn còn đang nhau. Mình biết chứ bồ tèo, Ron nói, nó có vẻ như vừa bị đặt trái ban blogger tống vô óc. Không bây giờ thì không bao giờ, đúng không? Bỏ qua đi, còn cái trường sinh linh giá thì sao? Harry quát bộ không nghĩ là bộ có thể ráng nhịn cho tới khi tụi mình kiếm ra được cái vòng nguyệt quế sao Ờ, à, phải xin lỗi nha Ron nói, nó và Harmony bắt đầu lượm lại mấy cái răng mảng xa cả hai đứa đều đỏ mặt Khi ba đứa tụi nó leo lên hành lang phía trên cầu thang thì đã rõ là tình hình trong tòa lâu đài đã xấu đi trầm trọng trong mấy phút mà tụi nó ở trong căn phòng cần thiết những bức tường và trần đều rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Bụi bay mịt mờ trong không trung và qua cửa sổ gần nhất. Harry thấy những vụ nổ lóa xanh lóa đỏ đã sát chân tòa lâu đài và nó biết là bọn tử thần thực tử sắp sửa xong vô được chỗ này rồi. Harry ngó xuống thấy người khổng lồ Wap đang lang thang ngang qua, quay quay cái gì đó trông tựa như cái đầu tượng đá bẻ ra từ mái nhà và y đang rống lên bực bội. Cầu cho chú ấy dẫm lên vài tên trong bọn chúng. Rồi nói trong khi nhiều tiếng kêu gào vọng lại rất gần. Miễn là đừng dẫm lên người của phe ta. Một giọng nói vang lên. Harry quay lại và thấy Ginny cùng cô Thorns, cả hai đứng ở cửa sổ, đã mất nhiều mảng kiến bên cạnh đũa phép đã rút ra. Ngay cả trong lúc nó còn đang quan sát, Ginny đã kịp phóng ra một lời nguyền xuống đám người đang đánh nhau bên dưới. Giỏi lắm! Bóng người nào đó chạy đến kêu lên trong màn bụi và Harry lại thấy cụ Amberford một lần nữa. Mái tóc xám của cụ bay bay khi cụ dắt một đám học sinh chạy ngang qua. Hình như chúng đang chọc thủng mấy lỗ châu mai hướng Bắc chúng có đem theo một bọn khổng lồ của chúng cụ có thấy anh remus không cô thorns hỏi với theo cụ anh ta đấu tay đôi với dolokhov cụ amberford hát từ lúc đó tới giờ chưa gặp lại cô thorns Ginny nói cô thorns à con chắc là thầy không sao đâu nhưng cô thorns đã lao mình vào đám bụi đi theo cụ amberford Ginny chẳng giúp gì được, đành quay lại Harry, Ron và Hermione. Họ sẽ bình an mà, Harry nói, mặc dù nó biết chỉ là những lời rỗng tuếch. Ginny, lát nữa tôi này sẽ trở lại, chỉ cần tránh ra, giữ mình an toàn. Đi thôi. Nó nói với Ron và Hermione, rồi ba đứa chạy ngược lại bức tường kéo dài ra mà sau bức tường đó phòng cần thiết đang chờ để thực hiện lệnh mở của người cần bước vào kế tiếp. Tôi cần vào nơi mà mọi thứ được cất giấu. Harry khấn vái trong đầu và cánh cửa hình thành trong tụi nó chạy ngang lần thứ ba. Sự náo loạn của chiến trường lặng đi ngay khi tụi nó bước qua ngưỡng cửa và đóng cánh cửa lại. Tất cả đều im phăng phắc. Tụi nó đang ở một nơi rộng bằng một nhà thờ mà nhìn giống như một thành phố, những bức tường cao ngất ngểu của thành phố này được dựng bằng những đồ vật được giấu giếm bởi hàng ngàn học sinh đã qua đời từ lâu. "Vậy mà hắn không hề biết ai cũng có thể vô đây sao?" Ron nói, tiếng nói của nó vang vọng trong im lặng. "Hắn tưởng hắn là người duy nhất," Harry nói, "xui cho hắn là mình đã phải giấu đồ hồi mình còn đi học." "Lỗi này," nó nói thêm, mình nghĩ là phía dưới này. Nó đi ngang qua một con quỷ khổng lồ nhồi bông và cái tủ tan biến mà việc sửa chữa hồi năm ngoái của Praco đã đưa tới những hậu quả thảm khốc. Rồi nó ngập ngừng, nhìn lên ngó xuống những dãy đồ tạp nham. Nó không sao nhớ ra được chỗ đi tiếp. Vòng nguyệt quế lại đây! Harmony khẩn khoản hô lên, nhưng chẳng có gì bay xuyên không khí về phía tụi nó dường như căn phòng cũng giống như hầm an toàn ở bringot không chịu chuyển giao những đồ đạc cất giấu trong đó một cách dễ dàng tụi mình chia ra đi harry nói với hai đứa kia kiếm một pho tượng bán thân bằng đá của một ông già đội một bộ tóc giả vào một cái miệng pho tượng được đặt trên đầu một tủ chén và chắc chắn ở gần đâu đây tụi nó đi nhanh vô những lối đi nằm kề nhau xen giữa những dãy đồ đạc. Harry có thể nghe tiếng bước chân vang qua những đống cao ngất nghẽo, những thứ đồ tạp nham, những chai lọ, nón, thùng, ghế, sách, vũ khí, chổi, vật, vân vân. Đầu đó gần đây, Harry lẩm bẩm với chính mình. Đầu đó, đầu đó. Nó càng lúc, càng đi sâu vào mê cung, tìm kiếm những đồ vật mà nó nhận ra từ lần vô được căn phòng này trước đây. Hơi thở của nó vang ù cả lỗ tai và dường như chính linh hồn nó rung lên. Kia kìa, ngay phía trước, cái tủ chén cũ kỹ bông tróc nham nhở mà nó đã giấu cuốn sách đọc dược. Và trên đầu tủ, vị chiến tướng bằng đá mặt rỗ đang đội bộ tóc giả bụi bặm và cái gì đó trông giống như một cái miệng cổ xưa bạc màu. Nó đã đưa tay ra, mặc dù chỉ còn cách mấy bước, thì một giọng nói vang lên sau lưng nó: "đứng yên Porter! Nó đứng khẩn và quay phắt lại. Grable và Goyle đang đứng ngay phía sau nó, vài sát vai, đũa phép chỉ thẳng vào Harry qua khoảng trống nhỏ giữa hai bộ mặt khinh khỉnh của hai đứa nó. Harry nhìn thấy gương mặt của Draco Malfoy. Mày đang cầm cây đũa phép của tao Potter à? Malfoy nói, chỉ cây đũa phép của chính nó qua cái khoảng trống giữa Draco và Gold. Không còn là của mày nữa. Harry thở hổn hển, nắm chặt cây đũa phép táo gai. Ai thắng lấy giữ Malfoy à? Ai cho mày mượn cây mày đang cầm hả? Má tao, Draco nói. Harry bật cười. Mặc dù chẳng có gì mắc cười về tình huống đó, nó không thể nghe tiếng Ron và Hermione nữa. Hình như tụi nó đã đi xa khỏi tầm tay để tìm cái vòng nguyệt quế. Harry hỏi, Sao ba đứa tụi bay không chiến đấu bên cạnh Voldemort? Braco nói, chúng tao sắp được thưởng rồi. Giọng của nó êm ái một cách đáng ngạc nhiên khi phát ra từ một kẻ đô con hung dữ như nó. Trước đây, Harry hầu như không hề nghe Frapple nói. Bây giờ, Frapple đang nói bằng cái giọng của một đứa con nít được hứa cho một bao kẹo. Chúng tao nằm vùng mà Potter. Chúng tao quyết định không di tản quyết định bắt mày nộp cho ngài. Harry nói với giọng tháng phục mỉa mai, giỏi tính nhỉ? Nó không thể tin là khi nó đã sát nút như vậy mà còn bị bọn ma Floyd, Vrebo và Gold chọc gậy bánh xe. Nó bắt đầu nhích lui từ từ về phía cái trường sinh linh giá đang nằm chệt trên bức tượng bán thân nếu nó mà nắm được cái đó trước khi xảy ra đánh nhau. Nó hỏi, cố gắng đánh lạc hướng tụi kia. Vậy, tụi bay vô đây bằng cách nào? Tao thực ra sống trong căn phòng cần thiết suốt năm qua. Mà Floyd nói, giọng nó nóng nảy. Tao biết cách vào. Chúng tao trốn trong phòng hành lang bên ngoài. Roller gầm gừ. Bây giờ chúng ta có thể làm phép tan ảo ảnh rồi. Và thế là... Gương mặt nó tét ra một nụ cười đần độn. Chúng mày xuất hiện ngay trước mặt chúng tao và nói mày đang kiếm một cái vòng nguyệt quế. Vòng nguyệt quế là cái gì hả? Harry! Giọng của Ron thình lình vọng lại từ bên kia bức tường phía bên phải của Harry. Bộ đang nói chuyện với ai hả? bằng một động tác như quất roi. Rebel chỉ cây đũa phép của nó vào cái nút cao mười mấy thước, những bàn ghế cũ, rương cũ, quần áo cũ, cùng vô số đồ tạp nham không thể xác định khác và hô, đổ xuống. Bức tường bắt đầu lung lay, rồi một phần ba trên cùng đổ ập xuống lối đi cạnh chỗ của Ron đứng. Ron! Harry rống lên đồng thời ở đâu đó ngoài tầm mắt, tiếng Harmony gào lên, và Harry nghe vô số đồ vật đổ ầm ầm xuống. Nó chỉ cây đũa phép vào đống hộ lốn và hô, cố định, và bức tường đứng vững vàng. Không! Mà Floyd vừa quát, vừa níu tay Rebel khi thằng này định lập lại câu thần chú. Nếu mày làm sụp đổ căn phòng, thì mày có thể bị vùi mất cái vòng nguyệt quế gì đó. Thì sao nào? Rebel nói, vùng vằng thoát ra. Chúa tệ hắc ám, muốn chính thằng Potter, ai cần gì tới cái đồ nguyệt quế chết tiệt đó chứ? Thằng Potter tới đây là để kiếm cái đó. Mạnh Floyd nói với sự khó chịu được che giấu phụng về đối với sự chậm hiểu của đồng đảng. Điều đó ắt có nghĩa là ắt à, có nghĩa là Rebel quay lại cự ma Floyd với vẻ hung tợn khỏi cần che giấu. Ai cần biết mày nghĩ gì? Tao không nghe lệnh mày nữa đâu, Braco. Mày nói cha mày tiêu rồi. Harry! Ron lại kêu lớn từ bên kia đóng đồ nát. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Harry! Rebel nhái giọng. Chuyện gì đã xảy ra? Không, Potter. Cực hình! Harry đã bất ngờ nhào tới lấy cái miệng lời nguyền của rebel đánh hụt nó nhưng trúng vào bức tượng bán thân khiến bức tượng bay vèo lên không trung cái vòng nguyệt quế văng ra trước và biến mất khi lọt vô đống đồ khổng lồ mà bức tượng rớt trên đó ngưng lái mà floyd quát rebel giọng nó vang khắp căn phòng rộng thênh thang chúa tể hắc ám muốn nó còn sống sao Tao không được giết nó à? Rebel hét, hất cánh tay kềm giữ của Ma Floyd. Nhưng tao muốn giết được, tao sẽ giết. Đằng nào chú tể hát ám cũng muốn nó chết. Có gì khác đâu nào? Một tia sáng đỏ thắm xoẹt ngang Harry, chỉ còn cách vài phân. Hermione vừa chạy vòng qua bức tường đằng sau nó và phóng bùi choáng vào đầu Rebel. Cú đánh hụt chỉ vì Ma Floyd kéo nó tránh ra. Còn máu bùn đỏ, Avada, Kedava. Harry thấy Hermione nhào qua một bên và cơn giận của Harry trước việc Rebel cố tình giết chóc đã quét sạch mọi thứ trong đầu nó. Nó phùng một bùa choáng vào Rebel. Rebel đảo ngược để tránh. Đụng trúng cây đũa phép của Ma Floyd khiến nó văng ra khỏi tay Ma Floyd. Cây đũa phép lăn tròn xuống núi bằng ghế xương sẩu gãy nát và biến mất. Đừng giết nó, đừng giết nó, mà Floyd quát Rebel và Gold. Hai đứa đó đều đang chỉ đũa phép vào Harry. Một nửa giây lừng khừng của tụi nó là tất cả thời gian mà Harry cần. Giải giới! Cây đũa phép của Gold bay vèo ra khỏi tay nó và biến mất trong đống hộ lốn đồ vật bên cạnh nó. Gold nhảy loi choi tại chỗ tìm cách lấy lại cây đũa phép. Mà nhảy ra khỏi tầm đánh của bùa choán thứ hai Hermione phóng ra và Ron thình lình xuất hiện ở cuối lối đi phóng ra một lời nguyền trói toàn thân vào Rebo nhưng chỉ xém trúng Rebo bèn quay lại và gào Avada Canvara Ron vọt biến đi để tránh tia sáng xanh lè mà Floyd không còn đũa phép nữa đành co rúm đằng sau một cái tủ quần áo ba chân khi Hermione tấn công về phía bọn chúng, xông tới và đánh một bùa choáng trúng ngay gôn là Nó ở đâu đây chỗ này? Harry gào lên với Hermione chỉ vào đống đồ đổ nát mà cái miệng đã rớt xuống. Kiếm nó đi, trong khi mình đi tìm giúp... Harry! Cô bé gào, một âm thanh cuồn cuộn rú lên đằng sau nó vài giây cảnh giác. Nó quay lại và thấy Ron cùng Rebel đang dốc hết sức chạy thật nhanh về phía tụi nó. Khói nóng không, hả đồ cẳng bã, Rebel gầm lên khi chạy ngang qua. Nhưng Rebel dường như không kiểm soát được việc nó vừa làm. Những ngọn lửa có kích thước dị thường đang rượt theo tụi nó liếm vào cạnh những bức tường đồ đạc tạp nham khiến chúng sụm xuống thành tro bụi khi bén phải ngọn lửa. Tưới nước! Harry la lớn, những tia nước phun ra từ đầu cây đũa phép của nó bốc hơi vào không trung. Cháy! Mà Floyd nắm lấy thằng Gould bị choáng và kéo nó theo. Redbo đã chạy bỏ xa cả đám tụi nó. Bây giờ có vẻ hải hùng. Harry, Ron và Hermione học tóc chạy bám sát chân nó và lửa đuổi phía sau lưng tụi nó. Đó không phải là lửa bình thường. Rebel đã dùng một lời nguyền mà Harry không hề biết đến. Tụi nó quẹo, lửa vẫn bám theo như thể chúng là sinh vật có tri giác, quyết tâm giết cho bằng được tụi nó. Giờ đây, ngọn lửa đang biến đổi, hình thành một bầy ác thú lửa. Những con trăng cháy phần phần, những con ngáo ộp lửa, những con rồng lửa bay lên rồi xà xuống và những đồ đạt tích trữ hàng bao thế kỷ bị lửa ngốn vào và ói ra không khí qua cái miệng đầy răng nanh của bọn chúng, bị tung hứng lên cao bằng những cái chân đầy móng vuốt trước khi chúng cháy tiêu trong địa ngục lửa. Không còn thấy bọn Manfroy, Vrebo và Gold là đâu nữa. Harry và Ron, Hermione đứng lại chết điếng. Những con ác thú lửa đang bao vây tụi nó và sức nóng quanh tụi nó rắn như một bức tường. Tụi mình có thể làm gì đây? Harmony gào lên ác tiếng lửa cháy rần rần điếc cả tai. Tụi mình có thể làm gì hả? Đây! Harry chụp một cây cán chổi bay lên có vẻ nặng ịt từ đống đồ tạp nham gần nhất và quăng cho Ron. Ron bèn kéo theo Harmony cưỡi lên phía sau cái lưng nó. Harry đã quăng dò lên cán chổi thứ hai và đạp mạnh xuống đất một cái. Tụi nó phóng vọt lên không trung, thoát trong gan tất cái mỏ có sừng của một con diều hâu lửa đang há hàm ra đớp hụt tụi nó. Khói và nóng trở nên quá sức chịu đựng. Phía dưới tụi nó, ngọn lửa bị nguyền vẫn tiếp tục ngốn ngấu những món đồ lậu của những thế hệ học sinh bị săn đuổi, thành quả tội lỗi của hàng ngàn thí nghiệm bị cấm đoán. Những bí mật của vô số linh hồn đã bị trốn trú ẩn trong căn phòng này. Harry không thể nhìn thấy dấu vết của bọn Ma Floyd, Vrabel và Girl ở đâu nữa. Nó xà xuống mức thấp nhất mà nó dám liều trên bầy ác thú lửa đang cướp của để tìm bọn chúng, nhưng chẳng thấy gì khác hơn ngoài lửa. Chết kiểu này thì khủng khiếp quá, nó không muốn sự thể như vậy. Harry, tụi mình thoát ra mau, thoát ra thôi. Ron rống lên, mặc dù không thể nhìn thấy qua màn khói đen nghịt cái cửa ở đâu nữa. Và bỗng nhiên, Harry nghe một tiếng người gào yếu ớt thật thảm thương giữa sự rúng động khủng khiếp, tiếng ầm ầm như sóng rền của ngọn lửa tham tàn. Nguy hiểm quá, Ron thét gọi, nhưng Harry vẫn bay vòng vòng trên không. Cặp mắt kiến của nó bảo vệ phần nào đôi mắt nó khỏi bị khói xong. Nó ra soát thật kỹ phía dưới tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống một cánh tay hay một khuôn mặt chưa cháy đen như củi. Và nó thấy bọn chúng. Ma Floyd với cánh tay vòng qua thằng Gould bất tỉnh. Hai đứa tụi nó đang ngồi trên một cái tháp mông manh giữa bàn giấy đã thành thang và Harry nhào xuống. Ma Floyd nhìn thấy Harry bay tới bèn dơ lên một cánh tay nhưng khi Harry nắm lấy cánh tay nó thì nó biết ngay là không xong. Gôn là quá nặng và tay ma Floyd ướt nhẹp mồ hôi đã lập tức tuột ra khỏi bàn tay của Harry. Nếu tụi mình chết thì bọn chúng mình sẽ giết bồ Harry à? Giọng của Ron gầm lên và trong khi một con ngáo ộp lửa khổng lồ chụp xuống tụi nó, Ron và Hermione kéo Gola lên chổi của tụi nó rồi lại bay lên trên không trung trồng trành và triểu xuống trong khi ma trèo lên ngồi phía sau lưng harry cửa ra cửa mau lên ra cửa ma gào lên bên tai harry và harry tăng tốc bay theo ron hermione và Gola xuyên qua đám khói đen cuồn cuộn khó mà thở được và khắp chung quanh tụi nó vài đồ vật cuối cùng chưa cháy vì ngọn lửa tham tàn đang văng lên không trung khi những sinh vật của ngọn lửa bị nguyền quăng chúng lên không để ăn mừng. Nào cúp và khiên, một chuỗi đeo cổ long lánh và một cái miệng cũ bạc màu. Mày làm gì thế? Mày làm gì thế hả? Mà Floyd gào lên, nhưng Harry cứ quẹo ngược lại và lao xuống. Cái vòng nguyệt quế dường như rơi chậm chậm, xoay tròn và lóe sáng khi rớt về hướng cái dạ dày của con trăng đang ngoác miệng ra ngáp và rồi nó chụp được móc vô cổ tay nó. Harry quay ngược lại một phen nữa khi con trăng lao về phía nó. Nó vọt lên trên và bay thẳng tới nơi mà nó vái thầm, cửa vẫn còn mở. Ron, Hermione và Gold đã biến mất. Mà Floyd đang gào thét và bấu Harry chặt đến nỗi phát đau. Đột nhiên, qua làn khói, Harry nhìn thấy một mảng hình chữ nhật trên bức tường và lái cây chổi về phía nó. Và vài giây sau, không khí trong lành tràn đầy buồn phổi nó và tụi nó tông vào bức tường trong hành lang bên kia. Mà Floyd ngã lăn khỏi cây chổi và nằm úp mặt xuống, há hốc mồm, ho sặc sụa và nôn ọe. Harry lăn tròn rồi ngồi dậy. Cánh cửa vào căn phòng cần thiết đã biến mất và Ron cùng Hermione đang ngồi thở hổn hển trên sàn bên cạnh Goyle vẫn còn đang bất tỉnh. Vrabel mà Floyd nói giọng nghẹt thở ngay khi nó có thể nói được. Vrabel, nó chết rồi. Ron nói bậm trận Ngoài tiếng thở hổn hển và tiếng ho, không ai nói gì nữa. Lúc đó, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển tòa lâu đài và một đoàn kỵ sĩ với những hình hài trong suốt phóng ra bên trên lưng ngựa. Những cái đầu kẹp dưới nách của họ gào thét cơn hăng máu giết chóc. Harry loạn choạng đứng lên khi đoàn kỵ binh không đầu đã phóng qua và nó nhìn quanh. Chiến trận vẫn còn đang diễn ra chung quanh. Bên cạnh tiếng gào của những con ma đang rút lui, nó còn nghe thấy những tiếng thét gào khác. Cơn hoảng loạn bừng lên trong lòng nó. Ginny đâu? Nó đột ngột nói. Lúc nãy nó ở đây, nó phải trở vô lại phòng cần thiết rồi chứ. Ron hỏi, nhưng nó cũng đứng lên, phủi ngực và nhìn trái ngó phải. mèn ơi, bộ cho là căn phòng còn linh nghiệm sau trận hỏa hoạn à. Tụi mình có nên chia ra và tìm... Harmony nói, cô bé cũng đã đứng lên. Không! Ma Floyd và Goller vẫn ngồi một đống trên sàn hành lang một cách không trong mong hy vọng. Cả hai đứa nó chẳng còn đủ phép nữa. Tụi mình hãy bám vào nhau. Mình đề nghị tụi mình đi, Harry, cái gì trên tay bồ vậy? Cái gì? À phải. Nó rút cái vòng nguyệt quế ra khỏi cổ tay và dơ lên. Cái vòng vẫn còn nóng, đen xì vì bồ hóng. Nhưng khi nhìn kỹ, nó có thể nhận diện được cái chữ nhỏ xíu khắc trên cái vòng. Trí tuệ bao la là kho báu vĩ đại nhất của con người. Một chất gì đó giống như máu, đậm và dính như hắc ín dường như rỉ ra từ cái vòng nguyệt quế. Thình lình, Harry cảm thấy cái vòng rung lên dữ dội, rồi bể ra trong tay nó. Và khi cái vòng bể, Harry nghĩ nó nghe một tiếng kêu đau đớn thật xa xôi, thật yếu ớt, không phải vọng lại từ sân trường hay trong lâu đài, mà từ cái vật vừa bể ra trong tay nó. Ác là lửa quỷ, Harmony vừa nói vừa sụt xịt khóc. Mắt cô bé ngó mấy mảnh vỡ. Xin lỗi. Lửa quỷ, lửa bị nguyên. Đó là một trong những chất diệt được trường sinh linh giá. Nhưng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng tới. Nó rất nguy hiểm. Làm cách nào mà Rebel biết cách? Chắc là học được từ anh em lão Caro. Harry nói giọng khẳng định. Thiệt nhục là nó đã không chịu tập trung khi người ta nói tới cách ngừng lửa. Ron nói, tóc nó cũng như tóc Hermione đã bị cháy xém và gương mặt nó đen hù. Nếu lúc nãy nó không cố giết hết tụi mình, thì mình đã hơi lấy làm tiếc là nó đã chết. Nhưng mà bộ không nhận ra hả? Hermione thì thầm, điều này có nghĩa là nếu mà mình có thể tóm con rắn. Nhưng cô bé nín ngang, vì tiếng gào rống và tiếng la hét cùng tiếng đấu tay đôi không thể nhầm lẫn được đang vang đầy hành lang. Harry nhìn quanh và tim nó dường như ngừng đập. Bọn tử thần thực tử đã vô được trong lâu đài. Nó thấy anh Percy và Fred vừa lao vào. Cả hai đang đấu giáp lá cà với những kẻ đeo mặt nạ và đội mũ trùm kính. Harry, Ron và Hermione vội chạy tới giúp sức. Những làn ánh sáng bay khắp mọi hướng và tên đang đấu với anh Percy lùi lại rất nhanh. Lúc đó, cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra và tụi nó thấy một cái trán cao và mái tóc có đường sọc. "Chào, ông Bộ trưởng." Percy thét lên, phóng một lời nguyện gọn gàng thẳng vào Thicknesse hắn buông rơi cây đũa phép và bấu tay vào ngực áo chùng. Rõ ràng là đau đớn khủng khiếp. Tôi có lưu ý ông là tôi đang từ chức chưa hả? Anh giỡn hả Percy? Phép hét lên khi tên tử thần thực tử mà anh đang đấu ngã lăn đùng dưới sức nặng của ba thần chú đánh choáng. Thiết Nassi đã ngã xuống đất với nhiều cái gai nhỏ xíu phọt ra từ khắp người hắn hắn dường như đang biến hình thành một loại nhiễm biển. Fred sung sướng nhìn anh Percy. Đúng là anh đang giỡn rồi, anh Percy à. Anh không nghĩ là anh biết giỡn kể từ khi anh... Không khí nổ tung. Bọn tụi nó đã tụm lại với nhau. Harry, Ron, Hermione, Fred và Percy. Hai tên tử thần thực tử đã đứng lên được. Một vẫn còn bị choáng tên kia thì bị biến hình. Và trong tích tắc mong manh đó, thi mối quy dường như nhất thời bị dồn tới đường cùng. Thế giới bị xé rời. Harry cảm thấy nó đang bay xuyên qua không khí và điều duy nhất nó còn làm được là nắm thật chắc cái que gỗ khẳng khiu như vũ khí của nó. Vũ khí duy nhất và che chắn đầu nó bằng cánh tay nó nghe tiếng gào thét của những người đồng hành mà không có hy vọng biết chuyện gì đã xảy ra cho họ và bỗng nhiên thế giới tự nhòa tan thành đau đớn và tranh tối tranh sáng nó gần như bị vùi chôn trong đống tan hoang của hành lang lúc đó đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công khủng khiếp không khí lạnh báo cho nó biết một bên tường lâu đài đã bị nổ bể rồi và cái chất nóng sền sệt trên má nó cho nó biết là nó đang chảy máu khá trầm trọng. Thế rồi, nó nghe một tiếng khóc hải hùng quặn thắt trong lòng. Tiếng khóc diễn ra nỗi thống khổ mà cả lửa lẫn bồ nguyền đều không thể gây ra được. Và nó đứng lên. Lão đảo, khiếp sợ hơn cả nỗi khiếp sợ của nó ngày ấy có khiếp sợ hơn mọi nỗi khiếp sợ nó từng trải qua trên cuộc đời này. Và Harmony đang cố gượng đứng lên trong đống đổ nát và ba người đàn ông đầu đỏ đang chụm lại trên sàn nơi bức tường vừa bị nổ tung. Harry nắm chặt bàn tay Harmony khi tụi nó đi loạn choạn và vấp té trên đống đá và gỗ. Không, không, không! Nó đang hét, không Fred! không và anh percy đang lắc lắc người em trai của mình và john đang quỳ bên cạnh họ và mắt phép mở trừng trừng mà không thấy gì nữa nét cười cuối cùng của cậu vẫn còn hằn trên mặt